Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin việc lấy ý kiến rộng rãi dự thảo quy chế tuyển sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Dự thảo lần này bỏ đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10. Điểm khác biệt trong dự thảo lần này là bỏ đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10, việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương. Để đảm bảo thống nhất và quan điểm tổ chức kỳ thi nhẹ nhàng, không gây tốn kém, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định chung việc thi vào lớp 10 bằng 3 môn toán, ngữ văn và môn thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp. Dự kiến 3 phương thức 3 môn thi với tuyển sinh trung học phổ thông. Dự thảo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và lựa chọn phương thức. Đối với việc tổ chức thi tuyển, để đảm bảo thống nhất và đảm bảo quan điểm kỳ thi nhẹ nhàng, không gây tốn kém, dự thảo quy chế quy định chung việc thực hiện 3 môn thi gồm toán, ngữ văn và một môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp do Sở Giáo dục Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học có trường trung học phổ thông lựa chọn và công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Môn thi thứ 3 được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Việc lựa chọn môn thi thứ 3 có sự thay đổi qua các năm nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong giai đoạn giáo dục cơ bản. Bài thi tổ hợp các môn học được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở.